kia, dân mình sống ở phía bên trước tòa đoàn nhìn kia, di rời hết lên phía bên trước. Đây là cái xây tường ba này là khả năng là dân mình trước khi giải phóng mặt bằng được là xây thì chúng ta là miền phương ấy, chứ không phải là nó xây đâu. Sợ chứ, chiến được. Chả cần phải chiến được ngay cho mình, thế 50 năm tôi tuổi công nhân mới cũng giống như kiểu bên Thịnh Long ấy, khi mà đi bán cho nước ngoài đào đất bán lấy tiền chơi như xe xin. Bọn này thì dấp 7 năm nữa là chúng tôi ăn mày hết mà. Dạ. Về mà là đại học Hà Tĩnh nhỉ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu công nghiệp, cuối cùng đào tạo ra chất công an việc làm, đưa hết chuyên gia đi. Ok, cối rộng lắm. Giấy khai sinh toàn nên là đặng gì đó mà hồ gì đó. Thì ở ngoài dân ra thì người ta còn xây dựng những ngôi chùa rất là mới, và ta tưởng tượng rằng là từ đây ra đến biển thì nhìn thì có vẻ là gần nhưng thực chất rất là xa. Chủ yếu là khai thác cảng biển đèo đấy à, đèo ở gần đấy chán nhỉ.